Vậy là đã hơn 24 giờ đồng hồ kể từ khi mà anh em có thể upgrade lên phiên bản iOS 18.0 Developer Beta. Và mình phải nhắc lại một lần nữa, đây là phiên bản Developer Beta. Tức là sao? Là một phiên bản iOS dành ra cho những nhà phát triển ứng dụng cũng như là những nhà phát triển về iOS xem nó có lỗi, nó có một cái bug gì không. Và tất nhiên rồi, với cả những người dùng cuối như là mình hoặc anh em thì chúng ta vẫn luôn luôn có cái sự tò mò và anh em muốn thử update cái phiên bản iOS Developer Beta xem nó như thế nào. Và rồi sau khi gặp những cái lỗi đấy ấy, thì chúng ta không còn đường để downgrade lại về. Vậy thì tại sao hôm nay không cùng ngồi xuống điểm lại tất cả những cái lỗi mà mình cũng như là tất cả những em trên mạng đã gặp phải trong vòng hơn 24 giờ đồng hồ vừa qua để xem nó là những lỗi gì. Bắt đầu thôi. Đầu tiên, cái sự thay đổi lớn nhất đến với cả giao diện của iOS cũng như là iPadOS 18 đó chính là giờ đây anh em có thể thay đổi được cái khả năng hiển thị cũng như là tùy chỉnh làm sao cho cái phần màn hình chính home screen của mình nó phù hợp với cả sở thích của anh em nhất. Thế nên là cái phần home screen của nhiều anh em sau khi update lên phiên bản iOS 18.0 nó đã gặp một số lỗi. Thì với anh em chúng mình, ngay sau khi upgrade lên phiên bản iOS 18.0 Developer Beta ấy thì cũng đã có những lỗi về giao diện xảy ra. Nếu như mà anh em chuyển từ tối sang sáng thì đáng ra những cái app này nó phải biến thành nền màu trắng. Thế nhưng mà đây, iPhone 15 Pro Max nhá, phiên bản iOS 18 Developer Beta, anh em có chuyển qua thế nào thì những cái nền app này nó cũng không thay đổi. Đấy là mới chỉ chuyển từ dark mode sang có hoặc không thôi nhá, mà nó đã lag đến mức vậy rồi. Thì khi mà anh em chuyển sang chế độ gọi là cái chế độ bảng màu ấy, chúng ta chuyển tất cả những icon app về thành một màu duy nhất để cho có tính đồng bộ hơn đúng không? Thì thậm chí cái lỗi này nó còn nặng hơn cơ. Đây, giả sử anh em có thể nhìn thấy cái video mà mình đang quay ở đây thì lỗi này nó không chỉ hiển thị ở trên iOS mà nó còn xảy ra trên iPadOS của anh sếp mình Hải Triều. Đấy, thì khi mà anh em chuyển qua hai cái tab khác nhau ấy, sau khi mà anh em đã đổi màu nhá, thì bây giờ nó còn có thể hiện được hai màu khác nhau cơ. Apple làm ra cái tính năng này để đồng bộ tất cả các trang đúng không? Đồng bộ tất cả những icon với nhau. Thế nhưng mà hai trang hai màu khác nhau, một trang thì xanh dương, một trang thì xanh lá. Thì đây chắc chắn chỉ là một trong những cái lỗi rất là cơ bản, một cái lỗi trong những cái phiên bản đầu tiên và hoàn toàn có thể sửa được ở trong những cái phiên bản public. Ngoài ra, sau khi mà anh em thoát ra cái chế độ bảng màu đấy, quay trở về cái dạng những cái icon bình thường như này ấy, thì lại có thêm một cái lỗi nhỏ nữa đến từ chính những cái app native của Apple luôn. Thì đây, anh em cũng có thể thấy là ở trong một cái suộc TikTok mà mình đã quay ngày hôm qua, đấy chính là cái app danh bạ của iPhone của mình. Nó thậm chí còn không hiển thị nếu như mà anh em để ở cái chế độ sáng cơ. Nói có sách thì Mac phải có trứng. Đây, tiếp theo nữa một cái lỗi cũng đến với không chỉ những cái app icon mà nó còn đến với cả những cái widget cơ. Thì đây, anh em có thể thấy là mặc dù mình đã thoát ra khỏi cái chế độ tùy chỉnh những cái app cũng như là kéo thả rồi, thế nhưng mà với những cái widget này nó vẫn đang nằm trong cái chế độ tùy chỉnh đấy. Anh em có thể thấy này, là chúng ta có cái nút trừ để bỏ cái widget đấy đi, cũng như là những cái nút kéo thả, không chỉ với một hai widget đâu nhá. Thế nhưng mà cái tình trạng này nó còn xảy đến với thậm chí là khi anh em kéo thả widget đấy cơ. Thì sau khi mà mình đã tương tác được với những cái widget này bình thường rồi, thì bỗng nhiên từ đâu ra, từ hư vô, một cái widget khác nó hiển thị lên mà nó đè hẳn cái widget của mình. Đây, mình có thể kéo cái widget này đi xung quanh màn hình, thế nhưng mà cứ thả ra thì chúng lại đè lên nhau. Thế anh em cứ tưởng là mấy cái lỗi về bảng màu với cả widget đã là bình thường á? Không, đây là một lỗi mà thậm chí nó còn ảnh hưởng đến tất cả những cái app mà mình đã sử dụng. Thì đây, vào lúc 5 giờ 10 phút chiều ngày hôm qua, tất cả những cái app của mình nó biến thành một cái icon. Icon này nếu như mà anh em không nhớ nhá, thì nó là những cái icon khi mà app của anh em đã bị xóa khỏi máy và không thể truy cập được. Thế nhưng mà khi bấm vào cái library app thì nó lại bình thường. Và một cái điểm nữa đó chính là nếu như mà mình tương tác với cả những cái app này, mình nhấn vào thử một app để xem nó là gì ấy, nó không phản hồi. Thì đấy, anh em có thể thấy là nó sẽ không chỉ bị lỗi những cái giao diện, mà thậm chí là khi anh em nhấn vào, anh em tương tác, anh em muốn sử dụng app, nó cũng bị lỗi luôn. Mình đang có hai thể loại app mà bây giờ đang chia hai nửa thế giới sử dụng iOS 18 Developer Beta. Đó chính là Techcombank dành cho những em nào mà vẫn đang có thể vào được, và Vietinbank dành cho những em nào mà đã upgrade lên phiên bản Developer Beta không thể vào những cái app ngân hàng của mình. Đây, giả sử mình vào app Techcombank này, mình vẫn có thể sử dụng tất cả những tính năng của app bình thường. Thế nhưng nếu như mà anh em nào sử dụng những cái app mà theo như là mình liệt kê nhá, chúng ta có Vietinbank này, chúng ta có Vietcombank, BIDV và Agribank, những cái app của những ngân hàng rất là lớn. Giả sử ở đây mình có app của Vietinbank, anh em chỉ cần bấm vào app thôi, nó hiển thị lên tầm khoảng 1-2 giây, thậm chí không đến 1 giây cơ, là nó đã out rồi. Thử lại một lần nữa nhá. Đấy,
Thì đây cũng là một trong những cái lỗi mà mình thấy anh em phản ánh nhiều nhất, bởi vì nó là một thứ gọi là mật thiết mà chúng ta. Bây giờ anh em chắc hẳn là chẳng còn mang tiền ra ngoài đường đúng không? Chúng ta đều vào app ngân hàng để chuyển khoản, để quét QR. Thế nên là nếu như mà anh em nào chỉ có một máy là máy chính, hoặc là anh em đang muốn upgrade lên phiên bản iOS 18.0 Developer Beta ở trên những chiếc iPhone chính chứa nhiều dữ liệu, nhiều thông tin ngân hàng của mình ấy, thì tốt nhất là anh em chưa nên lên vội nhá. Khi mà lướt qua một số những cái bài đăng ở trên Reddit ấy, thì mình thấy là không chỉ ở Việt Nam mà nhiều anh em ở bên nước ngoài, từ Đức, Anh, Mỹ rồi các nước ở châu Âu, thì họ cũng đều quan tâm đến việc là những cái app bank nào có thể sử dụng được ở nước họ. Thì đấy, họ cũng list ra những cái app ngân hàng nào có thể dùng được và những app nào không. À, mình còn thêm một cái danh sách nữa mà nó đầy đủ hơn, không chỉ là những cái app ngân hàng mà là toàn bộ những cái app mà anh em có thể sử dụng được, cũng như là những cái app mà đã bị crash ở trên iOS 18.0. Giả sử có thể kể đến một số những cái app như là app GoPro dành cho anh em nào mà kiểu có một chiếc GoPro để quay phim, VNAID. Thì đây, ở đây mình đang có cái màn hình hiển thị để anh em có thể quét NFC, cái thẻ căn cước công dân của mình, và thêm thông tin vào đây. Thì ok, mình nhấn tiếp tục này. Không thể nào mà chúng ta có thể quét được NFC ở trên những chiếc iPhone đã cài iOS 18.0 Developer Beta. Ngày hôm qua thì mình cũng đã thử thêm một số những cái thẻ tín dụng của mình vào trong cái app Wallet, app ví ấy. Thế nhưng mà cũng không thể thêm được bằng cách là thêm NFC. Đây sẽ là một cái điểm cực kỳ nghiêm trọng khi nó có thể ảnh hưởng đến linh kiện trong máy của anh em luôn. Không hiểu tại sao trong cái video mà anh em có thể xem ở đây, camera còn không vào được cơ. Đây đó, iPhone 14 Plus đấy. Của ai ạ? Của anh Hải Triều. Đã đánh rơi 2-3 lần gì đấy. Nhưng mà đấy không phải vấn đề, hiểu không? Vấn đề là con này iOS 18 anh vừa cập nhật đúng không? Đấy, bây giờ bấm vào camera không lên được này. Để chắc chắn hơn thì reset lại máy, thử xem là reset xong nó có lên lại không. Bật lại máy vẫn không lên, thậm chí là nó còn không hiển thị ra giao diện của một cái camera bình thường cơ. Đấy, sau kiểu một lúc thì nó vẫn hiển thị lên là giao diện của chụp ảnh. Thì đấy, anh em có thể thấy là với camera trên chiếc iPhone 14 Plus, thậm chí là nó còn không thể nào sử dụng được cơ. Cả cam trước lẫn cam sau này, nó chỉ hiển thị lên cái giao diện camera thôi. Tức là ở trong cái trường hợp này, rất có thể là đã có một cái lỗi nào đó nó xảy ra dẫn đến việc xung đột giữa phần cứng và phần mềm. Lên iOS 18.0 Developer Beta ấy, anh em sẽ không thể nào sử dụng những cái app, thậm chí là những cái linh kiện ở trong máy của mình luôn. Mà đấy là camera thôi nhá. Anh em cứ thử tưởng tượng lên, nếu như nó là pin, nó là màn hình, thì ngay sau khi mà anh em bấm vào nút update từ phiên bản iOS 17 lên iOS 18.0, máy của anh em nó sẽ trở thành một cái cục gạch. Đúng chính xác nghĩa là một cái cục gạch luôn. Thế tại sao không thử lên Reddit search thử một phòng xem là những anh em bên nước ngoài thì đang gặp những cái lỗi gì? Đây, đầu tiên thì mình có một cái lỗi mà mình đã chụp được lại ở một cái subreddit về iOS 18.0. Đó chính là những cái lỗi khá nặng ở trên Safari. Đây, để mình vào Safari cho anh em xem luôn. Và theo lời anh ấy, thì khi mà chúng ta chuyển qua chuyển lại ở trên những cái tab mà chúng ta đang mở trong Safari ấy, nó sẽ rất là giật, nó sẽ rất là lag. Với cái Safari của mình thì mình vẫn có thể chuyển qua lại app một cách rất dễ dàng, không hề có bị khựng hay là bị giật gì cả. Không có nói là nếu như mà anh em vứt một cái tab từ trong này ra thì nó sẽ xóa cái tab đấy đi, đúng không? Thì đây, với iPhone của mình nó vẫn bình thường. Mình vứt những cái tab này đi một cách rất dễ dàng. Vào lại này, tôi lại thoát ra, xóa, xóa. Ok chưa? Đấy. Thì đây, mình lại nói lại một lần nữa, đó chính là với phiên bản iOS 18.0 Developer Beta, nó có thể xảy ra những cái lỗi chỉ ở trên máy của anh em thôi. Một cái điểm cuối cùng mà mình cũng thấy khá nhiều anh em phản hồi lại, đó chính là sau khi mà anh em upgrade lên phiên bản iOS 18.0 Developer Beta ở trên những cái mẫu máy, không chỉ là những cái mẫu máy đời cũ nhá, mà kể cả với những chiếc iPhone 12 hoặc là iPhone 11, thì anh em cũng gặp cái lỗi, đó chính là mất thông báo. Với chiếc iPhone 15 Pro Max của mình, nó vẫn hiển thị lên những thông báo một cách bình thường. Đây, mình sẽ nhờ anh camera có thể nhắn thử một vài tin nhắn qua Messenger cho mình. Đấy, thế nhưng mà với một số những anh em đang sử dụng iPhone như là iPhone 12 mình có ở đây, mất hoàn toàn thông báo ở trên màn hình khóa cũng như là màn hình chính. Thậm chí là những cái thông báo đấy ấy, nó còn không hiển thị và không có cả tiếng luôn cơ. Và điều này chắc chắn nó sẽ khiến anh em cảm thấy rất là bất tiện khi mà chúng ta đang sử dụng máy, chúng ta đang có những công việc cần phải check tin nhắn gấp. Đấy, vừa rồi thì cũng là tổng hợp nho nhỏ của mình dành cho anh em về những cái lỗi mà anh em có thể gặp được ở trên phiên bản iOS 18.0 Developer Beta ở thời điểm hiện tại. Là anh em có thể hiểu được rằng nếu như chúng ta upgrade lên phiên bản iOS 18.0 Developer Beta thì đấy là sự lựa chọn của anh em. Phiên bản này
Như mình đã nói là một phiên bản dành ra cho những nhà phát triển ứng dụng để test thêm là những cái app của mình có bị lỗi hay là những cái hệ điều hành có bị lỗi gì không. Thế nên nếu như mà anh em người dùng cuối upgrade lên và chúng ta gặp những cái bugs, chúng ta gặp những cái lỗi như này ấy, thì đấy là một điều hoàn toàn bình thường. Thế nên nếu như mà anh em còn đang gặp những cái lỗi gì anh em chưa thấy mọi người nói về ấy, thì đừng quên để lại một comment ở phía bên dưới để mình có thể biết được. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Anh em đừng quên like, share, subscribe cho anh em TV cũng như follow chúng mình nhá. Goodbye. Nếu như mà em đang quan tâm đến những chiếc iPad Pro M4 ấy, thì em có thể click ngay đường link bên dưới để tham gia đặt trước iPad Pro M4 tại hệ thống cửa hàng của Cellphone.S với ưu đãi lên đến 3,5 triệu đồng, hỗ trợ giảm giá thêm cho các anh em học sinh sinh viên và kể cả là có hỗ trợ trả góp 0% qua Momo luôn. Hiện tại thì Cellphone.S đang là đại lý ủy quyền cấp 1 của Apple với hơn 116 cửa hàng trên toàn quốc. Nhớ click link ở bên dưới nhé.